Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, báo cáo sơ bộ có 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi. Vào trưa ngày 9 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã có mặt tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ để chỉ đạo công tác cứu hộ. Theo báo cáo sơ bộ từ tỉnh Phú Thọ, sự cố nghiêm trọng này đã khiến 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi xuống sông Hồng. Phó Thủ tướng đã yêu cầu các lực lượng chức năng ngay lập tức triển khai biện pháp khẩn cấp, phong tỏa hai đầu cầu và sử dụng lưới để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do dòng nước chảy xiết, khiến việc tiếp cận hiện trường bằng phương tiện trở nên bất khả thi. Trước tình hình cấp bách này, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Công an huy động lực lượng cứu nạn. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho biết cầu Phong Châu là tuyến giao thông quan trọng và cần được khôi phục ngay lập tức. Tỉnh đã đề xuất sử dụng quỹ khẩn cấp để xây dựng cầu mới, đồng thời triển khai cầu phao tạm thời để đảm bảo lưu thông cho người dân. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã được giao nhiệm vụ khôi phục cầu trong thời gian một năm. Thảm kịch sập cầu Phong Châu, nhiều xe cộ, người rơi xuống sông, cứu nạn khẩn cấp. Khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, bất ngờ sập đổ, tạo nên một thảm cảnh khủng khiếp. Những đoạn thép cầu vỡ vụn đã cuốn theo ô tô và xe máy, khiến nhiều người rơi xuống dòng sông cuồn cuộn. Lãnh đạo xã Phùng Nguyên cho biết vào thời điểm cầu sập, một số ô tô và xe máy đã rơi xuống sông cùng đoạn cầu. Một người đã được cứu sống gần đầu cầu và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, số lượng thương vong cụ thể vẫn chưa được xác định. Ông cho biết hiện nay quân đội đã huy động nhiều tàu thuyền và phương tiện đặc chủng để tìm kiếm và cứu nạn. Dù vậy, do nước chảy quá mạnh, các lực lượng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường một cách hiệu quả. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ nhanh chóng phản ứng bằng cách cử nhiều tàu và xuồng đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Xe cứu thương và đội ngũ y bác sĩ cũng đã túc trực sẵn sàng để sơ cứu những người được cứu sống. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông thông báo rằng công tác tìm kiếm đang diễn ra khẩn trương, nhưng điều kiện thời tiết phức tạp đã cản trở việc xác định số lượng thương vong chính xác. Chứng kiến vụ việc, anh Ngô Tuấn Hùng sống tại Việt Trì, cách cầu Phong Châu khoảng 1 km cho biết khi anh di chuyển qua cầu vào khoảng 10 giờ, cầu đã sập chỉ sau vài phút. Mặc dù nước sông Hồng dâng cao và chảy xiết, anh vẫn không thể tưởng tượng được sự tàn phá đến mức này. Một số người cho biết chiếc container, ô tô 4 chỗ và vài xe máy đã bị cuốn trôi xuống sông. Tài xế taxi anh Lĩnh cho biết vào khoảng 10 giờ, khi anh vừa qua cầu được khoảng 10 mét thì cầu sập với tiếng nổ lớn. Anh nhìn qua gương và thấy nhiều phương tiện bao gồm xe đầu kéo, xe tải, ô tô con và xe máy rơi xuống sông, tạo ra một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Ông Ngô Đức Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Thao xác nhận rằng cầu Phong Châu sập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nước sông dâng cao. Vị trí sập cầu là một nửa cầu, phía bên huyện Tam Nông. Hiện tại, việc xác định thương vong còn phụ thuộc vào công tác trích xuất camera và tìm kiếm cứu nạn. Cầu Phong Châu đã được đưa vào sử dụng từ lâu và đang trong tình trạng xuống cấp do công nghệ xây dựng cũ. Lực lượng chức năng huyện Lâm Thao và công an tỉnh Phú Thọ đã phong tỏa khu vực cầu để điều tra nguyên nhân vụ sập cầu và tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở. Ngày 9 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi Trung Du Bắc Bộ. Công điện gửi Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông. Công điện nêu, bão số 3 đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và Trung Du Bắc Bộ. Đã có mưa từ 200 đến 350 mm, nhiều nơi 400 đến 500 mm, có nơi gần 600 mm. Lũ trên sông Thao và Lục Nam đã vượt mức báo động 3, ngập lụt cục bộ, sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều nơi, nhất là ở Hòa Bình và Lào Cai.
bão, mưa lũ làm ít nhất 26 người chết và mất tích, 17 người do lũ, sạt lở đất, 9 người do bão, 247 người bị thương, nhiều nhà cửa, công trình hạ tầng bị hư hại, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Đặc biệt, sáng ngày 9 tháng 9 năm 2024 đã xảy ra sự cố sập nhịp cầu Phong Châu qua sông Thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, có một số phương tiện giao thông và người bị rơi xuống sông. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn mất mát của người dân vùng bị ảnh hưởng của bão lũ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, nhất là ngày 9 và 10 tháng 9, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa, với lượng mưa từ 100 đến 200mm, có nơi trên 350mm, nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp. Thủ tướng yêu cầu 1. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước cùng lãnh đạo các bộ quốc phòng, công an, giao thông vận tải, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến ngay hiện trường để phối hợp với đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh nêu trên tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt theo thẩm quyền. Trong đó, A. Tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất, mưa lũ, sập cầu, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, bảo đảm đời sống cho người dân theo quy định. B. Rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. C. Kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn. D. Chỉ đạo rà soát, kịp thời phát hiện, tránh xảy ra các sự cố bất ngờ đối với các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các cầu giao thông, hồ đập, đê điều trên địa bàn. 3. Các bộ trưởng, quốc phòng, công an. A. Huy động ngay mọi lực lượng, phương tiện cần thiết, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và các địa phương có liên quan, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân vụ sập nhịp cầu Phong Châu. B. Chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn, phối hợp hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét theo quy định. 4. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ sập nhịp cầu Phong Châu và mưa lũ sạt lở theo chức năng quản lý nhà nước thẩm quyền được phân công. 5. Bộ trưởng, thủ trưởng ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước thẩm quyền được phân công chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn cho lực lượng và công trình thuộc trách nhiệm quản lý. 6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động, tổ chức theo dõi tình hình, chỉ đạo đôn đốc các ngành địa phương triển khai công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. 7. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. 8. Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất phát sinh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!